Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Click Buy. Có lẽ khi chúng ta nhắc đến những dòng Note của nhà Samsung thì chúng ta đều biết rằng đây là một trong những dòng điện thoại cao cấp nhất đến từ hãng điện thoại Hàn Quốc này. Và với lý do như vậy nên những chiếc điện thoại sản phẩm mới đến từ dòng Note của nhà Samsung luôn có mức giá rất là cao ở thị trường ra mắt. Nói đến đây chắc các bạn đã hiểu được ý của mình rồi đúng không nào? chính xác là chúng ta sẽ nói về những dòng nốt cũ của nhà Samsung. Với chiếc Samsung Galaxy Note 8 thì mình sẽ đánh giá nó vẫn là một chiếc máy mới bởi vì thời điểm ra mắt của nó mới chỉ có nửa năm mà cấu hình của nó cũng như là mức giá của nó vẫn rất là cao. Còn với Samsung Galaxy Note 7 hay là Note FE thì những chiếc điện thoại này trên thị trường hiện nay cái nguồn hàng của nó rất là không ổn định. Nhiều khi chúng ta không có hàng để các bạn có thể mua. Vậy nên là mình sẽ nhảy thẳng về một chiếc điện thoại cực kỳ là cổ điển tuy nhiên vẫn có số có má trong dòng Note của nhà Samsung, đó chính là Samsung Galaxy Note 5. Tuy nhiên trong video ngày hôm nay mình sẽ chỉ đánh giá về mặt thiết kế của chiếc Samsung Galaxy Note 5 mà thôi. Còn về đánh giá chi tiết về cả chiếc máy có đáng dùng trong năm 2018 không thì mình sẽ để dành cho một video trong ngày mai nhé. Các bạn hãy nhớ đón xem. Khi nói về thiết kế của Samsung Galaxy Note 5, chúng ta có thể kể đến những ưu điểm tuyệt đối của nó như kiểu dáng nguyên khối, khung viền kim loại kết hợp kính cường lực Gorilla Glass 4 ở cả mặt trước lẫn sau mặt lưng kính uốn cong về hai bên giúp cho chiếc Samsung Galaxy Note 5 trông thật sang trọng và tinh tế với kích thước lớn mà bốn góc lại không bị bo tròn quá là nhiều. Viên màn hình của chiếc máy chỉ là 2,4 mm giúp cho việc cầm nắm một chiếc smartphone màn hình lớn như Samsung Galaxy Note 5 vẫn thoải mái hơn so với là cầm một chiếc 6 Plus thuộc cùng thời điểm ra mắt. Chất lượng hoàn thiện của chiếc Samsung Galaxy Note 5 vẫn rất là tốt thể hiện ở phần cong của mặt kính ở lưng và phần khung kim loại tiếp xúc rất liền mạch rất dễ chịu khi cầm. Các nút bấm, cổng kết nối hay là phần loa ngoài cũng được hoàn thiện rất tinh xảo và tỉ mỉ. Chiếc bút S Pen ở đời Samsung Galaxy Note 5 có thêm phím bấm ở đỉnh giúp lấy dễ hơn, khá giống với cả thao tác là bấm bút bi thông thường. Và trên Samsung Galaxy Note 5 thì khay cắm bút không còn gây cấn tay và thẩm mỹ hơn trên phiên bản tiền nhiệm trước đó là Samsung Galaxy Note 4. Và tất nhiên chúng ta không thể nhắc đến một điểm nổi bật khác ở Samsung Galaxy Note 5 chính là màu sắc của chiếc máy. Với lớp màng quang học đặc biệt ở mặt sau, giúp tạo chiều sâu cho màu sắc trên thân máy tùy vào từng điều kiện ánh sáng tự nhiên. Tại ClickBuy hiện nay đang có 3 phiên bản màu cho chiếc Samsung Galaxy Note 5, đó chính là màu trắng bạc, đen sapphire và vàng platinum. Tiếp theo về mặt sau chúng ta sẽ có đó chính là camera chính ở mặt sau lưng của Note 5, hơi có một chút gồ lên giống như là Samsung Galaxy S6. Điều này được Samsung giải thích bởi vì chiếc máy được tích hợp đó chính là chống rung quang học OIS. Tuy nhiên theo ý kiến riêng của mình, nếu chỉ đánh đổi một cái chống rung quang học OIS mà khiến cho cái camera phải lồi lên và bị xây xước sau một thời gian sử dụng thì mình nghĩ có một chiếc gì đó là không đáng. Và một cái nhược điểm nữa mà mình muốn nhắc đến đó chính là ở mặt trước của chiếc Samsung Galaxy Note 5, nó không được uốn cong 2.5D. Tất nhiên là chúng ta nên thông cảm cho chiếc Samsung Galaxy Note 5, bởi vì cái thời điểm nó ra mắt thì công nghệ cong 2.5D nó chưa phổ biến lắm. Vậy nên là cái công nghệ này đã không được tích hợp lên Samsung Galaxy Note 5. Tuy nhiên thì mình đánh giá cái điều này khiến cho chiếc máy chúng ta trở nên mỏng hơn và nó chỉ khiến cho cái chiếc máy trở nên gọi là bớt phần móng bảy đi, nhưng cái điều này ở chiếc Samsung Galaxy Note 5 trở nên là quá là thừa. Với cái khung kim loại cũng như là cái mặt lưng kính ở phía sau như vậy nếu chúng ta bỏ qua về vấn đề gọi là lỗi thời về cấu hình thì mình có thể đánh giá rằng thiết kế của chiếc Samsung Galaxy Note 5 cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa hề lỗi thời Và nếu chúng ta nói rằng Samsung Galaxy Note 5 vẫn là một tượng đài về thiết kế nguyên khối thì có lẽ nó vẫn xứng đáng với chiếc điện thoại này Vậy các bạn có ý kiến như thế nào về thiết kế của chiếc Samsung Galaxy Note 5? Để cùng comment ở phía bên dưới nhé Còn đến đây video xin được kết thúc Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video lần sau Bye bye